Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục trở lại kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo thì em lại giới thiệu với toàn thể các bác, bên em lại về những sản phẩm, nó là toàn những sản phẩm hàng hot, hàng xịn nha các bác nhé. Với sản phẩm các bác đang xem trên màn hình đó là sản phẩm của hãng DMX, sở hữu bát 25 và một tép kèn. Và đặc biệt dòng DMX này nó là tép kèn neo, nên là chất âm của nó rất sang tiếng và giá của nó là rất êm, chỉ có giá vào hơn 6 triệu một chút, 6.200.000 tại cửa hàng nhé các bác nhé. Với sản phẩm loa này thì các bác dùng để phối ghép với những cặp loa lòng hay nghe một đôi này cũng rất ok. Và tiến tới em sẽ quay chi tiết nội tạng để mời các bác xem sản phẩm DMX nó chất lượng và thương hiệu nó như thế nào. Và tiếp theo, đây là những sản phẩm của hãng CAF thương hiệu đến từ nước Mỹ. Với CAF mã này nó là V12P, dòng này nó là sở hữu bát 30 và một tép kèn. Và giờ đây em sẽ mời toàn thể các bác chiêm ngưỡng về nội tạng của sản phẩm loa CAF và DMX. Đây là một chiếc loa bên em đã tháo sẵn ra. Đây là thương hiệu của DMX với củ từ của dòng loa này. Thì nó từ này là từ 17 nhé các bác nhá. Từ này thì rất khủng rồi. Và dòng loa full của DMX bass 25. Côn này là côn 65 nên là tiếng lời của nó là rất hay, rất bay và rất sáng nha các bác nhá. Với màng sơn chống nước rất bóng nhá, sơn sần này, màng giấy này chống nước luôn. Và gân là gân hai trạch nhá. Vẫn còn là rất mới nhá, bởi vì nó được phủ một lớp bông chống bụi nên là màng nó bên trong của nó là rất mới này. Đấy, lớp mút này là mút chống bụi luôn. Và với tiếp chiếc tép này, chiếc tép nó là tép leo nha các bác nhá, được nhập khẩu từ bên Italia nên là tiếng nó rất sáng, rất tuyệt vời nha các bác nhá. Hàng xịn chính hãng của hãng DMX thương hiệu đến từ Đức nhá. Sản phẩm này thì nó là quá ok rồi, để các bác nghe nhạc karaoke thì nó là đẳng cấp. Các bác nhìn nó khôn và chi tiết như thế nào, hàng bãi nào nó cũng mang một tầm riêng biệt luôn. Và các bác hãy nhìn chi tiết về thùng nhé, thùng gỗ lạm nhé, thùng gỗ lạm này thì nó rất chắc chắn luôn. Rồi, và với phần tần này thì phần tần của loại này thì nó là quá đẳng cấp rồi, mời các bác xem nhé, độ khôn, độ chi tiết nó như thế nào, quá đẳng cấp, rất chắc chắn. Về những cuộn dây đều buộc chắc chắn bằng những dây thít, và các bác hãy nhìn những lớp dây xịn nhá, dây xịn của hãng rất khôn nhá, rất khôn và rất chi tiết. Và đây là một trong những sản phẩm của loa tép thường và TB nhá. Dòng này thì thùng nó cũng rất chắc chắn và giá của nó thì lại rẻ hơn được vài trăm nghìn so với sản phẩm của DMX này. Đây, TX10 nhá. Còn đâu nói về công suất của sản phẩm loa full 25 thì là nó ngang nhau thôi. Có cái nó để 250W, có cái để 300W, nhưng thực sự nó là giống nhau, nó cũng không chênh lệch nhau nhiều đâu các bạn. Đây, các bác hãy nhìn về cấu hình, về củ của nó đây. Các bác nhìn nhé, củ khủng như thế này. Và côn này nó là côn 65 nhé. Dòng này nó đạt chuẩn trong dòng full 25 này, cực chuẩn luôn. Và tiến tới, đây là em đã tháo ra sản phẩm của loa CAF nhé. Đây, CAF có mã là V12P. Sản phẩm thương hiệu đến từ nước Mỹ. Và độ nhạy của nó là cực lớn luôn nhé, 98 decibel nhé, trở kháng là 8 ohm. Đấy, các bác chiêm ngưỡng nhé, rất đẳng cấp luôn. Thùng là thùng sơn sần nhé, sơn sần cát nhé. Thùng này nó là đẳng cấp rồi. Đây ạ, bông nhá, bông tiêu âm màu đen nhá, ghim chắc chắn vào thùng này. Đây ạ, mời các bác chiêm ngưỡng về bộ phân tần này. Bộ phân tần này thì nó là quá đẳng cấp rồi. Phân tần được những chiếc tụ bạc nhá, tụ bạc này lọc tiếng thì cực sáng. Và những trở nhiệt nhá, trở nhiệt bắt vào những miếng nhôm này để được tản nhiệt khi các bác chạy công suất lớn.
Và đặc biệt là với bộ phân tần của hãng CF này được thiết kế thêm một mảng phân tần chống cháy tép và lọc tép cực sạch luôn. Đây, mời các bác chiêm ngưỡng nhé. Là với những bộ phân tần của hãng, nhà thiết kế họ tính toán đúng là chi tiết, quá chi tiết luôn. Và với phần cấu hình của bát này, mời các bác xem nhé. Cấu hình của bát và tép. Trước mắt là em nói về chiếc tép này, với chiếc tép 18 nhé. Đúng là 18 cộng đây, được nhập khẩu từ bên Italia, xịn luôn nhé, quá đẳng cấp luôn. Mời các bác xem độ khôn, độ chi tiết này, độ bầu của loa tép này và chiều dày của củ tép thì nó là đẳng cấp này. Và các bác hãy xem chiếc gọng này nhé, chiếc họng tép này được sơn bóng lừ nhé, đây vẫn còn nguyên chất bãi nhé. Cái này mà lau chùi và rẻ ẩm đi thì nó sẽ bóng bóng như sừng luôn, vì chất liệu này nó là phíp, chất liệu phíp nhé, chất liệu phíp được sơn phủ bóng, quá đẹp luôn. Và thiết kế của nó là hình elip nhé, hình này thì nó phát tán tiếng tép nó cực rộng luôn. Và đây, tiến tới đến phần bát. Phần bát là củ từ này, củ từ là 20 nhé các bác nhé. Các bác nhìn găng tay của em này, củ từ 20, cũng được nhập khẩu từ bên Italia, nên là chất lượng của dòng bát này thì là quá đẳng cấp rồi. Và với dòng bát này nó chạy côn là côn 75 này, côn 75 cực chuẩn trong dòng loa full, đạt đến côn 75 là đúng là cực chuẩn luôn nhé. Nếu mà để trong dòng loa full mà sở hữu côn 65 thì là nó hơi bé không ạ, nhưng với sở hữu côn 75 thì là nó là vừa công suất và độ chịu nó là khỏe, cực khỏe luôn. Và các bác hãy để ý chi tiết về lớp màng của mã CF này thì nó là màng rất khôn, rất lì nhé, làm bằng chất liệu giấy siêu nhẹ nên là tiếng rất bay, rất sáng tiếng. Và được sở hữu gân, lớp 3 gân ướt nhé, 3 gân được phủ những lớp dưỡng gân vẫn còn rất mới nhé, vẫn còn óng ánh nhé. Này các bác nhìn này, độ đàn hồi rất tốt nhé, nên là tiếng lời của dòng loa này nó phát ra là rất ngọt ngào nhé, quá khôn. Và các bác hãy nhìn bộ xương của dòng loa này, nếu mà bộ xương của sản phẩm loa CF này thì khi bên em vận chuyển thì cực kỳ yên tâm, các bác hãy yên tâm nhé. Các bác nhìn cái thiết kế của cái phần xương này, và bên trong này nó có cả 3 ngấn nên là nó khỏe lắm, nên bộ xương này nó cực khỏe luôn, để nó nâng đỡ được cái củ từ rất nặng nhé, từ 20. Vâng, có lẽ em cũng xin phép dừng video tại đây. Các bác có nhu cầu về những sản phẩm loa CAF hay DMX hay bất kể những sản phẩm âm thanh hàng bãi thì các bác hãy liên hệ với Cao Trung qua hai số điện thoại 0963101138 hoặc 0962355 39, bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.